Hôm nay Trung Kiên xin hướng dẫn sử dụng BK5 khi chúng ta mới bắt đầu mua về chưa quen với dòng Roland BK5. Một số khách hàng chuyển từ dòng đàn khác qua sử dụng Roland thì bước ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nên ngày hôm nay Trung Kiên xin hướng dẫn sơ bộ về những bước cơ bản ban đầu để chúng ta sử dụng cái EV Roland BK5. Thì đầu tiên chúng ta khởi động nguồn thì nó nằm phía trước này. Adapter chúng ta sử dụng nguồn điện từ 110 cho đến 220, nguồn điện nào cũng sử dụng được. Thì cái quan tâm đầu tiên là chúng ta sử dụng điệu trong USB thì nó mới có những điệu rumba bolero của Việt Nam. Thì đầu tiên chúng ta muốn sử dụng điệu trong USB, chúng ta đưa USB vào đây. Sau đó chúng ta chọn điệu, chúng ta vô USB. Rồi sau khi đó chúng ta sẽ chọn folder, chẳng hạn như tôi để chép cho folder cho khách hàng là điệu cơ bản Trung Kiên, chẳng hạn vô điệu này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn điệu, chẳng hạn điệu bolero. Sau khi đó chúng ta sẽ chia bàn phím để chúng ta để bấm record, là chúng ta bấm split. Đây, split lên. Rồi bây giờ chúng ta bật một chế độ đèn này lên, đèn sin, một đèn là sin. Rồi sau khi đó chúng ta bấm record chẳng hạn. Đó. Một số người hỏi là fill ở đâu thì tôi hướng dẫn luôn. Đây, khi chúng ta đang ở main 1, chúng ta bấm qua fill 2, nó tự động nó báo fill. Nếu như chúng ta tắt cái này đi, tắt cái auto fill in này đi thì nó không báo nữa. Bởi vì chúng ta phải bật này lên để chuyển, khi chuyển mặt là nó tự động báo. Một số điều có intro sẵn thì chúng ta sẽ thử coi có intro không. Rồi chẳng hạn như có ending không. Chúng ta chỉnh tempo nhanh chậm ở đây, cộng lên. Hoặc là chúng ta sẽ đánh tab 1, 2, 3, 4, tùy theo tốc độ của người hát. Đây là phần bát đảo. Một số người hỏi đây là cái gì. Thì đây, khi chúng ta bật bát đảo lên, chúng ta đánh như thế này, có nghĩa là la nó sẽ bắt la. Tại vì chúng ta bát cuối cùng nốt là nốt la. Khi chúng ta bát mi, nó sẽ bát mi. Đó. Đó. Lúc này thì la sẽ là la thứ bát mi. Nhưng mà chỉ có một số bài phối, một số cái hợp âm như này chúng ta mới để thôi. Còn bình thường chúng ta tắt đi, không sử dụng nên đâu. Rồi bây giờ chúng ta đã có điệu rồi thì sử dụng tiếng như thế nào cho nó hay. Thì tất nhiên là tiếng ở trong đây nó đã hay rồi, nhưng mà chúng ta cũng cần phải là căn chỉnh reverb hay là delay cho nó. Thì mới với một số người mới mua đàn về thì cũng hơi phức tạp về vấn đề này, nên chúng tôi đã làm sẵn cho các bạn một số cái user, một số cái folder riêng để chúng ta đánh. Thì bây giờ để bật mang tiếng và chọn cái folder nào đánh cho thật hay thì chúng ta nhấn vô lead. Đó, ở đây tôi cũng cung cấp cho khách hàng là folder Trung Kiên. Cái BK5 là Trung Kiên, enter vô. Để sử dụng banh tiếng trên phím số 0, từ số 0 đến số 9, bằng cách chúng ta sẽ nhấn giữ numeric, nhấn giữ. Đó, lúc này thì banh tiếng sẽ hiện ra. Và chúng ta chọn trực tiếp trên phím 1 là tiếng của số 1. À, ta chọn tiếng số 8 là... Đó, để ý đến cái hàng số chữ nhỏ thì chúng ta có thể là qua banh tiếng bằng cách bấm số 9. Số 9 đây là qua banh. Qua banh. Chọn số 1 chẳng hạn. Nhiều lần vui. Đó, ấn số 0 sẽ là về banh. Và ấn số 9 qua chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ chọn banh tiếng. Mỗi banh tiếng chúng ta được 8 tiếng. Rồi bây giờ để thu âm một bài nhạc thì chúng ta, sau khi chúng ta chọn tiếng, chọn điệu xong, chúng ta nhấn vào đây một lần, đến lần thứ hai, đó, thêm lần nữa, rồi chúng ta sẽ bấm accord. Lúc này
bạn điều màn hình sẽ là báo là đang thu không? Đó là đấy. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ bấm tắt thì bảng đều sẽ hiện ra là chọn là sale. Vậy bây giờ chúng ta sale, chúng ta đặt tên bằng cách low là delete. Low là delete. Chúng ta sẽ delete cái này đi. Và sau khi đó chúng ta sẽ đặt tên bằng cách từ phím 0 cho đến phím 9. Đó, chúng ta có thể là đổi cái phông chữ hoa cái thường hoặc có phím số bằng cách nhấn numeric. Đây, chúng ta sẽ đổi này. Chữ hoa nè. Rồi, số nè. Rồi, chúng ta đặt A đi. Sau khi đó đặt tên xong, chúng ta nhấn Write. Chủ động sẽ sale lại. Rồi bây giờ chúng ta muốn thu chồng lên cái bài nhạc vừa rồi thì chúng ta chọn tiếng trước. Bước đầu tiên chúng ta sẽ chọn tiếng cần để lưu chồng lên, ví dụ tiếng string chẳng hạn. Xong rồi đó chúng ta chọn lại cái nền vừa đấy, chúng ta nhấn vào USB, chúng ta đến thư mục là My Recorder. Đây, ta chọn lại cái nền nhạc nền vừa rồi, ấn vào đây. Sau khi đó chúng ta ấn Audio Recorder, rồi nhấn Play, rồi cho nó chạy, rồi chúng ta sẽ chồng lên. Bây giờ chúng ta muốn trồng mấy cái thì mỗi lần chúng ta tắt, chúng ta lại save và đặt tên lại. Khi chẳng hạn như bây giờ nếu như cái lần trồng thứ hai thứ ba mà hư thì chúng ta có thể là lấy lại cái nền cũ hồi nãy chúng ta sẽ trồng lại, còn cái nào hư chúng ta có thể delete đi. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đặt tên tiếp đấy, A rồi bây giờ là B chẳng hạn, rồi nhấn Write. Rồi, chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.